mình muốn có con dâu đặng diệp phụ với mình. Nó cao vậy chắc không biết nó có cần khiên không, sữa của con vắt ra còn dư á mẹ con uống luôn. Hả, nó đẻ hai đứa con nó chưa biết nấu cháo rồi gì đó, mình rót chuột cho cháu nội mình là nó phải âm thầm dắt con về ngoại. Xin chào Quyền Linh, xin chào cháu Lê Lộc. Dạ. Xin chào khán giả. Mình là Quỳnh Thị Kim Trung, năm nay hả là 56 tuổi. Dạ. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chị Lê Lộc và tất cả các cô chú đang coi chương trình. Con tên là Nguyễn Thị Hạnh Dung, năm nay con 25 tuổi. Con là con dâu của mẹ Trung được 5 năm rồi. 5 năm. Dạ. Mình có mấy bé rồi chị? Dạ em có 2 bé. Lần đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu này thì mẹ cảm nhận thế nào? Lúc đầu tiên hả, về nhà mình thấy trời ơi sao nó cao quá vậy. Mình muốn có con dâu đặng diệp phụ với mình mà giờ nó cao vậy chắc không biết nó có cần thiên không. Mà nhìn thấy cũng được, dễ thương. Dạ. Có việc cô là có 2 đứa trai, một cháu thì nó mất năm nay 8 năm rồi. Rồi hả, thằng con cô nó thấy hả cô buồn quá, nó nói thôi để con cứ vợ cho dì mẹ vui. Rồi về gặp dâu mình hả, nói chung là tháng đầu tháng 2 nó sinh mình cho mình được đứa cháu nội. Trời ơi mừng, cô nói thật với con như cái cơn mưa rào vậy đó. Mình đang ấy mà trời ơi đang hạn hán. Đang hạn hán, mình đang thiếu thốn. Cô buồn, cô buồn lắm, cô đi chơi hoài à. Cô mừng mà cô không ngủ được luôn đó. Qua bữa sau thôi mẹ thưởng cho con cái vàng. Mừng vậy đó, mừng đứa nhỏ vậy. Cái vàng đó bây giờ còn không Dung? Dạ còn. Trời ơi, vàng đang lên giá luôn á, hay quá. Nói chung hả, có con dâu này về, con dâu này nó cũng hợp với mình. Ở nhà thì có 4 người mà hai cha con kia thì ít nói, mà hai mẹ con này thì nói nhiều. Tôi nói đi hả, ai cũng nói là hai mẹ con. Dạ. Chứ không ai nói là mẹ chồng con dâu hết trơn. Vậy là con gặp mẹ chồng hợp lý rồi đó. Dạ. Rồi. Trời ơi con biết làm sao, nó khôn lắm, con này nó khôn lắm, nó ngọt. Nó mà hết tiền là biết liền. Bữa sau nó đăng lên Facebook là nó nói mẹ này kia kia nọ là thôi sáng mai là biết rồi đó. Hết tiền túi rồi đó. Rồi, mẹ con đẹp, mẹ con dễ thương, mẹ con quá trời ha. Rồi hả, sanh đứa. Con biết hả, nó sanh cho cô không? Hai đứa cho nội. Cô bao sanh luôn, nuôi hết. Mẹ lo như thế đó, con có ấn tượng điều gì hả mẹ không? Mẹ con tuyệt vời rồi, con không biết nói gì. Nhưng mà con ấn tượng nhất là lúc mà con sanh em bé là con ở nhà mẹ lo cho con hết tất cả luôn. Mẹ ngâm chân cho con, rồi mẹ hơ đồ, than đồ, mẹ con lo hết. Lo đến hết. Đến nỗi mà sữa của con vắt ra còn dư á, mẹ con uống luôn. Tại vì mẹ sợ mất sữa rồi không còn sữa, không cho, còn cháu sữa cho cháu nội á, cho nên là mẹ của em uống chứ không có đổ, không có bỏ gì hết trơn. Nhưng mà cái lần đầu tiên á, khi mà Dung gặp mẹ chồng á, Dung ấn tượng điều gì? Thì lúc đó mình cũng nhỏ chứ mình cũng thấy mẹ thì dễ gần, rất là dễ giao tiếp. Nhưng mà mình làm con dâu Quảng Ngãi đúng không cô? Ờ, hai vùng miền khác nhau quá thì phong tục tập quán nè, cái văn hóa với lại cái cách ăn uống á, mình có gặp khó khăn gì không? Dạ, cái này là mẹ em lo hết. Mẹ lo hết luôn. Dạ, mẹ em nấu ăn chứ em cũng ít đi nấu lắm. Mẹ lo tròn vo chứ chị mà. Chị nói với Quyền Linh với Lê Lộc hả, nó đẻ hai đứa con nó chưa biết nấu cháo rồi gì đó. Dạ, chưa biết nấu cháo mà từ hồi giờ nó về làm dâu chưa biết nấu cơm. Nó nấu lần đầu tiên nó nấu sống rồi thôi bỏ thay. Cái rồi hả, là lâu lâu á con trai cũng vậy, để ví là cô phải mở ra cô coi thử nó còn tiền không. Nó không còn tiền là cô bỏ tiền vô. Con dâu cô nó thiệt tình, nó nói mẹ ơi anh giấu phía sau đó mẹ, nó có tiền mình giấu phía sau đó mẹ. Con trai cô mới nói em nói chi vậy, để chi vậy mẹ bỏ vô cái em rút ra đúng không. Con nhỏ này cũng vậy nè, chứ mà con nhỏ này được cái là nó còn tiền là nó nói con còn tiền mẹ ơi, được cái là thật. Nói chung là con dâu thì bởi vậy mốt cô cho anh là cô phải cho luôn Dung. Đâu có, cho Dung nhiều hơn. À, tự nhiên từ ngày mà phát hiện ra nói vậy là cô cho Dung nhiều hơn. À, ý con mép để mẹ con không cho chồng con nữa mà lấy tiền nó cho con luôn. Của con là con làm công việc gì Dung? Dạ con hiện tại là đang kinh doanh thời trang. Tưởng đâu là siêu mẫu á, con cao mét mấy? Dạ con cao 1m75 rồi. Trời ơi, cao con cao mét mấy? Mét dạ 1m68. Cao cao ghê ha. Hai mẹ con hợp nhau gì, con thấy hợp nhau dạ, gì nè? Con với mẹ con thì hợp nhau về đi chơi rồi chụp
hình rồi mua sắm hay là về chân diện đồ con đi đâu là mắt cúp cho cô không à? Dạ. Khoái lòng đẹp. Từ ngày con nhỏ này á là dạ. Tới ngày 8 tháng 3 hai ngày sinh nhật là nó mua từ nó quặng mẹ tiếp ngày nào cũng mua nhiều lúc hơi mua thứ 11 còn mua quà nữa. Nói chung là mình có phước đó con, có phước nhờ vậy mình mới nói chứ không vậy là khôn đó con. Tặng quà mẹ nói chung là một nhưng mẹ tặng là con đúng rồi rồi mẹ xong rồi tặng rồi là mẹ nhắn đó là mẹ trả tiền ví dụ mua 500 mẹ cho luôn 1 triệu vậy không vậy không á mẹ con hợp ý nhau là hợp ý cái vậy đó. Con thấy là con chưa hợp với mẹ điều gì chắc cũng không có thì mình chưa hiểu tính thì mình nghĩ là mẹ khó tại vì lúc mới lấy về mẹ giận á mình sợ mình không có dám nói chuyện hay là không dám xin lỗi hay là không dám thủ thủy gì với mẹ nhưng mà khi biết tính của mẹ rồi á thì mỗi lần mẹ giận là em lại em xin lỗi hay là em lại vuốt mẹ hay là như thế nào hoặc là đem hai đứa nhóc xuống kêu nổi là hết. Có bao giờ mẹ la con dâu chưa? La chứ. Nó sinh đứa thứ hai cái bắt đầu cô mới thấy nó đi về bên ngoài nó chơi nó lại ít sữa cô mới mua sữa ăn chua với mua yến á cô gì để nó nằm cho nó uống cô ra lăng đầu tiên nó để một tuần nó chưa uống con trời ơi cái rồi yến để đầu nằm mà nó không uống nữa mình xót ruột cho cháu nội mình là nó cái anh thầm dắt con về ngoại cô không cho về xong như về cuối cùng hai vợ chồng về năn nỉ mẹ này kia nọ cô mới cho về ông bà thương mới chở về đó lúc đó con căng thẳng không con dạ có tại vì mới sanh bé thứ hai á cái tâm lý của mình nó không như bé thứ nhất lo cho bé thứ nhất xong rồi mình lo cho bé thứ hai cái mình trong cái tình trạng mà bị mất sữa nữa cái mình cảm thấy stress á rồi mình không quan tâm tới cái lời nói của mẹ rồi cho nên là em lúc đó em muốn bỏ luôn em muốn làm theo ý của mình. Như lần đó mới rút kinh nghiệm á, có việc gì là nó khôn lắm. Nó lấy hai đứa nhỏ ra nó định sáng là cô 5 giờ là cô đi thể dục. Cô đi dạy cô vậy, 6 giờ cô đi thể dục. Nó ngủ tới 8 giờ. Bây giờ mấy đứa nhỏ đi học á thì 7 giờ nó dậy nó đưa mấy đứa nhỏ đi học, 9 giờ là nó đi làm. Cái việc nhà cơm nước đùa là cô không à. Cô lo hết tất cả. Với một cái tình yêu thương của mẹ chồng lớn như thế đó. Dạ. Có bao giờ mình nghĩ rằng là mình giống như người ta gọi là gì? Chuột xa hũ nếp không con? Dạ em nghĩ là do em có phước mới được làm dâu của mẹ thôi. Nói gì nói mẹ chồng càng yêu thương đôi khi là càng bực bội nha. Dạ. Nếu mà người ta yêu thương nhiều quá mà chỉ cần một chút sơ suất mà làm tổn thương cái tình yêu thương đó. Đúng rồi. Thì cái hậu quả nó cũng lớn lắm á. Mẹ có thoải mái đi con dâu đi làm việc này kia không? Dạ lúc đầu mẹ cũng cản. Thì mẹ chỉ thích của em ở nhà là trong hai đứa nhỏ thôi, không có thích em ra ngoài làm. Nhưng mà về sau thì em cũng thuyết phục. Rồi mẹ cũng đồng ý và mẹ cũng hỗ trợ vốn cho em làm nữa. Rồi ngon vậy. Mới lúc đầu nó giấu cô. Dạ. Nó giấu cô, nó đi thuê nhà, nó mở shop, nó chợ bán túi sách á. Dạ. Cái rồi nó đâu dám, nó không dám hỏi mượn tiền cô. Nó mượn nhỏ cháu mấy trăm triệu đó. Trời ơi. Rồi cái cô thấy vậy, cô hỏi mượn bao nhiêu, nó nói con mượn gần 300 triệu. Trời ơi. Cô về phải rút tiền, cô trả cho nó. Cô rút 300 triệu trả cho con dâu luôn. Thì trả luôn, 300 triệu luôn. Dâu là mở lời mượn mẹ hay là xin mẹ luôn nè? Nó có trả đâu con. Nó mượn là mình biết là không, mình không lấy lại được rồi đó. Lấy. Mà nhiều lúc hả, cô thật với con, nhưng cô thấy bây giờ làm ăn bây giờ nó cũng khó khăn. Dạ. Con cảm thấy mà con buôn bán mà không có lời á thì con rút về. Bây giờ mà con lỡ mà con buôn bán mà con ế mà nó mất luôn tiền, cô cũng không thành nhận đi. Rồi nàng dâu quyết định làm sao? Dạ em vẫn bán tốt, rồi em cũng đang bán rất là ổn. Tại vì mình làm ăn mà một cái mình đã đầu tư vô cái gì đó thì cái tiền đó là cái tiền chết. Thì mình phải bỏ ra 1 năm, 2 năm mình mới thu hồi lại được. Mà em làm cũng chưa tới được 1 năm nữa. Từ từ rồi sẽ lên thôi. Lời đó không thấy mà cứ lâu lâu vài 3 triệu mượn hoài không trả. Chứ mượn, con mượn mẹ 3 triệu mẹ rồi nó im luôn. Đúng rồi, mượn mẹ 2 triệu, 2 triệu coi được rồi ta. Coi như 1 triệu, 2 triệu cho luôn đi. Trời ơi. Rồi chi. Cô với chị là chắc là cô đăng ký tham gia chương trình này đúng không? Đâu có, này đăng ký. Dạ. Ủa? Em đăng ký. Cô nói con nghe, cô rất thích cái chương trình mẹ chồng nàng dâu. Cô thấy sao mà nó vui thế. Dạ. Nhiều lúc mình không biết nói với ai, mình lên đây mình nói. Đúng rồi. Linh. Dạ. Mình lên đây mình nói. Cho nên hả, cô ngồi của cô hoài à. Nó thấy cô ngồi cười quá, nó nói mẹ ơi con với mẹ đi thi mẹ chồng nàng dâu. Ui, đi lên TV hả? Cái nó nói vậy tự động ấy đăng ký. Chú cản, chú không cho cô đi, cô cũng thích đi. Dạ. Cô thích. Phải khen dâu quá tâm lý. Nó có, đúng. Vậy chứ nó cho mẹ niềm vui, đúng không? Dạ. Ủa, nhưng mà lên đây nhằm mục đích gì cô? Định nói dâu điều gì trên đây? Bây giờ hả cô, chỉ có nói dâu là hả? Ăn uống bớt ăn ngoài đường.
Dạ, ăn ở nhà. Nhà cho nó có nó ấy, ăn ngoài an đường toàn sạch sẽ. Ờ, dạ. Đúng rồi, cô sợ nó ăn ngoài đường miếng ba cái kia nó bệnh đó. Đồ ăn ngon gì cũng ăn, ăn là bữa một thôi. Dạ. Bữa hai không ăn, chỉ ăn ngoài đường. Tóm lại là một cái người hiểu cởi mở như thế thì nàng dâu cũng phải cởi mở và hiểu mẹ chồng, tránh những cái điều mà mình giấu trong lòng mình không chia sẻ mẹ chồng luôn ha. Rồi ba chồng á, là có lo cho con dâu gì không? Ba chồng ít nói lắm. Có mua quà tặng ba chồng gì không? Dạ cũng ít lắm, tại cũng không biết ba thích gì nữa, cứ để phần thích đó cho mẹ xử lý. Không biết tặng là được rồi. Ông xã cô thì cái gì cũng ok hết á, mà có tội cặp thôi. Dạ. Mình phụ nữ mình thì muốn cái ngày gì á là chồng mình tặng cho mình cái gì. Dạ. Không cần nhiều. Dạ. Nhưng mà mình thấy mình vui. Mỗi lần nói ông nói chứ thì mở tủ ra kia mua. Dạ. Thì bây giờ có con dâu mình. Dạ. Nó thay thế tới ngày là nó đem nó tặng quà niềm vui. Nó quan trọng. Đúng rồi, nó nhân gái mình rồi. Rồi giờ nó sinh cho mình hai đứa cháu nội trai đẹp trai lắm con. Wow, hai đẹp. Quá đẹp. Nhưng mà con thấy là cô rất là am hiểu nàng dâu. Không biết là ngày xưa cô làm dâu có khó không cô? Làm dâu mẹ chồng cô rất là dễ. Cô nói cho con nghe ha. Mẹ cô bây giờ năm nay được 75 tuổi. Dạ. Mà mẹ cô vẫn còn làm dâu nuôi bà nội. Bà nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng á. 102 tuổi. Trời. 102 tuổi mà thật tình là mẹ cô là tuyệt vời. Dạ. Cô thấy ở trên đời này không ai mà bữa như mẹ. Mời bà lên chương trình này đi. Ừ, Quảng Hải lần. Nếu mà vô này là mẹ cô thấy là số 1 á. Dạ, thì mời đi. Ở chương trình có bà mẹ là 101 tuổi rồi. Ừ. Bây giờ mời mẹ 102 tuổi là coi như là kỷ lục luôn á. Kỷ lục luôn. Dạ. Bữa nào thuyết phục bà. À, bà vô đây đi. Không, nếu mà mẹ mà đồng ý hay đó. Đem xe về chở vô. Đúng rồi, chương trình mời sẵn sàng luôn. Dạ. Bây giờ thì qua một thời gian cũng không phải dài lắm, nhưng mà chặng đường cũng hiểu nhau nhiều hơn, thì con có muốn nói gì với mẹ trong ngày hôm nay không? Con chỉ muốn nói là mẹ giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe là được rồi. Hiện tại mẹ cũng quá tuyệt vời, cũng không cần còn mẹ chồng hết. Muốn dặn dò gì con dâu để có thể con dâu làm tốt cái nhiệm vụ của mình? Mẹ chỉ yêu cầu con dài 3 năm nữa sinh cho mẹ đứa cháu gái nữa. Ước mơ vậy á chứ còn mẹ lo hết mà sợ gì. Bao xăng mà. Bao xăng luôn. Xin cảm ơn cô và Dung đã đến tham gia chương trình ạ. Cô cảm ơn. Dạ. Cô bữa hôm nay cô thay lời cảm ơn là cảm ơn ha ekip của mình, Quyền Linh, Lê Lập với cô, cảm ơn mấy bà bạn cô kìa. Trời ơi, Hạ nhiệt tình ghê luôn á, bốn người bạn cô là số 1 vậy. Rồi, chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc. Dạ, và cô cảm ơn, cô cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn cô ạ. Chúng ta vừa theo dõi câu chuyện đầu tiên. Còn bây giờ Quỳ Linh và Lê Lộc xin mời quý vị đến với câu chuyện tiếp theo. Tiếp xúc với mẹ mà qua Zalo á, là mẹ nói chuyện lớn tiếng lắm. Nói mẹ sợ mẹ chắc mẹ khó gì lắm. Mẹ không có biết nấu. Mẹ thì nấu được nhưng mà lên thì ăn thì hơi ngại. Giả sử như vàng 5 triệu đi, con có 4 triệu cho thêm triệu mua đủ không chị? Vợ em có một lần gãi gánh. Đi nhà thương nằm một tháng trời sốt, tính là bị vô sinh rồi. Xin mời. Wow. Chào mẹ vợ con rể. Dạ, con chào cô, em chào anh ạ. Dạ. Chào Lê Lộc. Dạ, dạ. Hôm nay có món quà nhỏ đến tham gia chương trình tặng anh Lê Thảo. Cái này là gì vậy cô hả? Bánh tráng muối trắng bàn, sẵn. Bữa nay Ninh xuống hả? Dạ. Trời ơi, ngon quá, cảm ơn nhiều. Nè Lê Lộc ăn đi con bánh tráng đó con. Dạ. Xin mời gia đình giới thiệu về mình. Chào Dương Linh. Chào Lê Lộc. Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, 54 tuổi, ở thị xã Trắng Bàn mà xã Phước Bình, ba xã cánh tay ở vùng sâu. Đến đây tham gia chương trình. Dạ. Dạ, xin mời anh ạ. Dạ, chào chú Quyền Linh. Dạ, chào Lê Lộc. Dạ. Con tên Nguyễn Văn Thiêm, nay 31 tuổi. Dạ, anh làm lễ của mẹ được bao nhiêu năm dạ, rồi? Làm lễ của mẹ được hơn 4 năm. À. Dạ. Mình có mấy cháu rồi anh? Có bầu được 8 tháng rồi. À, dạ, chúc mừng gia đình anh nha. Dạ. Khi mà lần đầu tiên mà mẹ chồng nhìn thấy chàng rể này thì có ấn tượng gì không? Tại vì con đi làm bên Nhật. Dạ. Quen trên Zalo. À. Rồi nhìn trên Zalo á, con á, nó mới giới thiệu. Nhìn con thấy con hiền, dễ thương. Con gái á, thì nói thì mẹ chọn đi, chừng nào mà mẹ thấy được á, thì con cũng chịu làm quen con. À. Mẹ thấy không được thì thôi. Nói thôi con quen đi, dòm dễ thương, hiền hậu mà dòm cái cặp chân mày của nó khác, khó tính. Giống ba. Dạ. Cũng được.
Rồi lúc đó là mình chỉ nhìn qua điện thoại thôi hả điện cô? Điện thoại, kênh Zalo thôi. Dạ. Không biết mặt con. Sau 3 năm đi làm về. Dạ. Rồi mới ra sân bay rước con. Có nội, có ngoại đồ đi đông lắm. Đi dạ. rước mà không có biết mặt chàng rể. Tới hồi ra sân bay đón, mặc áo đỏ sọc đen. Dạ. Mà không có mặc áo đỏ sọc đen. Ngoại đồ dòm lên cứ hả ai xuống ra khỏi cổng hả cô? Ra khỏi cổng á. Dạ. Nó kìa mà không biết nó kìa là ai. À. Lúc đó là mặc áo khác. À. Mặc dạ. áo màu xanh. Khác rồi thành ra nhìn không hổ hết ta từ nào vậy? Dạ, tại lúc đó trời bão á. À. Bắt đầu chuyến bay mà mình qua Trung Quốc á. Dạ. Bị trễ giờ, xuống về tới Việt Nam là nó đã trễ khoảng 3 tiếng rồi. Nghĩa là không có thời gian để thay bộ đồ khác. À. Là tranh thủ chạy ra cổng trước. Làm sao để hai gia đình mình gặp được nhau? Dạ, tại vì lúc nói chuyện qua Zalo thì cũng có thấy mặt. Còn con thấy ấn tượng gì với mẹ vợ của con? Dạ, lần đầu tiếp xúc với mẹ mà qua Zalo á là mẹ nói chuyện lớn tiếng lắm. Mẹ chắc mẹ khó gì lắm. Dạ. Lúc đầu là cũng ngại, sợ mẹ khó. Khó là một chuyện là mình quen con gái mẹ mà qua Zalo mà nói thương là ai tin. Dạ. Mẹ nói chuyện lớn tiếng nhưng mà thật chắc mẹ sợ mình không nghe. Mẹ nói chuyện lớn thôi. Chứ không có mẹ thật thì mẹ hiền, mẹ nói sao dễ hiểu ta. Mẹ độ lượng, mẹ không biết giận hờn ai. Mẹ nhân hậu lắm. Tức là vợ em là ở Việt Nam. Dạ. Em là học đi làm bên Nhật. Dạ. Làm bên Nhật. À. Quen chỉ qua Zalo thôi. Dạ. Việt Nam và Nhật cứ gọi dạ. điện nói chuyện rồi quen thôi. Dạ. Thật ra lần đầu tiên cũng về là lần đầu tiên gặp cả nhà luôn. Cả nhà hết yeah. ra đón mà không biết. Không biết mặt. Quen trên mạng xã hội bao nhiêu lâu? Yeah, khoảng gần 3 năm. Trời ơi. Dạ. Quá lâu luôn á. Dạ, nhưng mà là chính thức mà nếu gọi là thương cảm mến nhau thì khoảng hơn 5 rưỡi thôi. À. Dạ. Quê con là ở đâu? Con cũng ở Tây Ninh luôn, nhưng mà hồi xã kế bên vậy. Trời ơi. Trời có duyên quá ha. Dạ. Dạ, rồi sau đó kể từ ngày gặp nhau thì bao lâu mình mới tiến tới hôn nhân anh? Về nước đầu tháng 4 thì khoảng cuối tháng 6 là đám cưới luôn. Trong quá trình làm rể là con có trở lại Nhật không? Dạ, sau này về rồi mình thấy cuộc sống gia đình cần hơn là công việc. Ở đây mình cũng làm việc được nên là công ty bển cũng có liên hệ là yêu cầu qua bển làm tiếp. Dạ. Nhưng mà không đi nữa, thế là thôi. Rồi về ở rể luôn. Dạ, ở mẹ có một mình vợ lận thôi nên là ở chung với ba mẹ luôn. À, đó là lý do ở rể đúng không? Dạ. Con một. Rồi dạ. Khi mà về làm rể như vậy thì anh có gặp khó khăn gì không? Ở lúc đầu thì cũng bỡ ngỡ, ở khác gia đình mình cũng dạ. sợ, rồi mình phải giữ khoảng cách rồi tìm hiểu cái ba mẹ mình tính cách sao. Dạ. Nhưng mà thực chất thì ba mẹ tính cách cũng rất là dễ. Nhưng mà con về, con bỏ chuyện công việc bên Nhật, con về nhà bà vợ con làm gì? Làm ruộng. Dạ, con làm nông dân. Với lại có một tiệm sửa điện nhỏ ở trước cửa nhà, tại là con là nhân viên kỹ thuật. À. Rồi nhưng mà trong suốt thời gian đó anh cảm thấy là mình hợp với mẹ vợ điều gì? Dạ, cái hợp với mẹ là cái tính cách mình chi tiêu, không phải là mình keo hay tính toán gì, mà mình phải hợp lý cái đồng tiền. Với lại cách chăm sóc cho gia đình đó. Dạ. Tiêu chí là gia đình là trên hết. Dạ. Lúc nào cũng vậy, với lại cách chăm sóc nhà cửa là dọn dẹp, quét dọn, lúc nào hai mẹ con cũng dọn vệ sinh giường, rồi dạ. nấu cơm, rồi dọn dẹp bếp núc. Với không có biết cản xe. Không có biết gì cô, cản xe. Mẹ là y sĩ của trạm y tế lớn mà mẹ không có chạy xe được. À, nên là mẹ đi học. Mẹ đi học thì con cũng chở đi. Vô học giùm mẹ luôn, tại vì di tính mẹ cũng không có rành. Không có yếu. Dạ. Đi đâu mẹ đi đâu cũng chở mẹ đi hết. Chở mẹ vợ đi suốt vậy đó. Dạ đi suốt. Đi nấu cơm nấu nước nhà là ai nấu? Đa phần là bà xã con nấu nhiều hơn. Giỏi vậy ta. Dạ. Mà mẹ cũng... dở lắm. Mẹ không có biết mẹ nấu. Mẹ nấu được nhưng mà lên thì ăn thì hơi ngại. Sợ không có hợp khẩu vị á anh. Dạ. Vậy rồi cũng khó nói đúng không? Ông xã nấu nhiều hơn rồi dạ. giờ tấn con lớn lên rồi con nấu cả mẹ nấu lên là bị chê cho nên không tham gia. Nói rể á, cái chuyện quan trọng nhất mà nó hay nhạy cảm nhất á dạ. là việc kinh tế. Dạ. Tiền điện, tiền nước, tiền chi tiêu chợ búa này kia đó thì cái đó là như thế nào nhỉ? Đó là mẹ lo hết phần đó. Chỉ là vợ chồng là mà làm riêng, tính riêng thôi, lấy riêng thôi. Còn hả, ví dụ như lên một vụ lúa là được 95 triệu thì mẹ cho thêm 5 triệu nữa bỏ túi riêng. Trời đất ơi. Bé rung. Tại vì nó ngay hai vợ chồng làm công nhân viên
ở quê mà đâu có xài gì đâu nhiều. Cũng thoải mái, cũng lo cho con. Tại vì mình có con một mà cũng không có chi cho ai hết. À, làm tròn số vậy đó. Làm tròn số. À, mua chị vàng thiếu, giả sử vàng 5 triệu đi, con có 4 triệu cho thêm triệu mua đủ không chị? Trời ơi. Quá là hay, tuyệt vời. Thương con tất cỡ như vậy á. Có bao giờ là con tặng quà hay là tặng tiền gì cho mẹ vợ không? Dạ có một lần tổ chức sinh nhật cho mẹ. Là mẹ nói là từ nào giờ mẹ chưa có cái sinh nhật nào mà lớn vậy. Mẹ cười không? Ra nước mắt. Mẹ cười mà trọng. Nước mắt mẹ cười quá đó cô. Từ hồi đụng ba con tới giờ luôn mà ba con chưa bao giờ tổ chức sinh nhật. Giờ hai đứa con về đám cưới về sau đầu năm cuối năm cái làm sinh nhật. Biết à, hai vợ chồng cũng cười không, hai chồng cũng cười không. Vậy là con gửi là quan tâm đến mẹ vợ lắm luôn á. Quan tâm tại vì con nó học cao, nó hiểu đủ thứ. Rồi đi làm cũng nhờ con. Có điều gì mà mẹ vợ chưa thấy hợp với chàng rể không? Có. Con á, nó làm cực, nó kỹ tính. Nó hay càm ràm vợ, không phải là càm ràm gì mà nói vợ á, đúng. Hai phụ mẹ á, đừng có để cho mẹ làm hết. Em phải làm phụ mẹ, ai cũng có công việc làm hết. Chứ cũng không có gì. Yeah. Mẹ với con cũng hòa thuận, vui vẻ, cũng hay chia sẻ. Hay quá nha. Yeah. Còn với anh thì không biết là có điểm nào mà mẹ chưa hiểu ý anh không? Muốn ba mẹ là bỏ cái bao bọc hai đứa tụi con nữa. Tại vì tụi con lớn rồi, tụi con sắp có con nữa rồi. Vợ giống như tiểu thơ, từ nào giờ là được bao bọc ba mẹ bao bọc. Giờ con về cũng vậy. Nên là ý muốn ba mẹ là bỏ chút thời gian nhỏ thôi để riêng cho ba mẹ nữa. Để tụi con còn bước ra xã hội, tụi con làm cha làm mẹ, để chăm sóc con tụi con sau này nữa. Bảo bọc quá rồi, hư. Nhưng mà không biết là anh với vợ mình có chuẩn bị gì cho tương lai của gia đình hoặc là cho đứa bé sắp chào đời chưa? Dạ có, cũng như là sắm đồ đạc rồi chuẩn bị đủ thứ rồi, ngay cả nơi mà mình tính sinh đó. Còn có cũng đã chọn 50 trước. Ngày nữa nè. Dạ. Cũng chọn địa điểm để sinh em bé xong xuôi hết rồi. Giờ chỉ chờ đến ngày thôi. Có bao giờ mà vợ chồng cãi nhau trước mặt mẹ vợ không? Dạ có, 2-3 lần. Xong mình không tránh đi mình cãi trước mặt mẹ vợ. Tại vì trong gia đình là tiêu chí gia đình là trên hết, là lúc nào có chuyện gì cũng phải có ba có mẹ đứng ra nghe. À, có mặt cãi mẹ mới cãi hả? Cãi là phải cãi cho tới, cho tăng cái câu chuyện ra. À. Để được biết ai đúng ai sai. Nhưng chứ mà không... người ta thường nói là điều gì vợ cũng nên đúng đi. Tại sao mình phải cãi ta? Sao được, nào là cái đó chứ. Có những đúng. Cái là nó ngoài tầm kiểm soát, mình phải nói cho hiểu chứ không phải là cãi. Nhưng mà những lúc đó thì căng thẳng như vậy thì mẹ là người sẽ bên ai? Mẹ không bên ai hết. Mẹ nói chung là mẹ thiên về bên đúng thôi. Có giờ mẹ xử con sai lần nào chưa? Dạ chưa. Mẹ bên không à, cho con gái mẹ là sai không nên gái mẹ. Nên gái mẹ cứ, mẹ bên anh thêm không 8 ngày mất tường. Trời ơi, cưng con rể quá à, mà. Cưng con rể luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô đến chương trình này, cô mong muốn nhắn nhủ với anh điều gì? Mẹ mong muốn vợ chồng con là cũng giữ lửa như ngày nào. Dạ. Đi dạy hạnh phúc là cha mẹ vui vẻ. Dạ. Không cần tụi con lo cho cha mẹ cái gì nhiều hết. Tại vì giờ mình còn trẻ, rồi chừng nào già thì con lo tiếp. Nhưng mà anh là mấy năm rồi mới có em bé cô? Gần 5 năm à. Con nó bị bệnh hổm một lần là đi nhà thương nằm một tháng trời sốt. Do bị gì cô? Con không biết con gì cắn ngay chỗ cái giò đó mà nhiễm trùng kháng khuẩn. Cái con đó là bệnh viện nhiệt đới nói cực độc, cho nên sốt miết điều trị kháng sinh nhiều lắm. Chuyện còn cả trăm chai nước biển á. Còn ơi, kháng sinh á là một mỗi một ngày là ta 1 gram thôi. Còn này 6 gram tính là bị vô sinh rồi. Tính chuẩn bị tới làm lúa xong tới cuối năm là khám vô sinh hai chồng. Rồi cái sau cái tháng sau cái báo là con trễ kinh rồi mẹ ơi, cái mẹ mừng. Dạ. Hôm nay thì cô vợ có gửi một lá thư cho gia đình. Cô Linh sẽ đọc cho cả nhà cùng nghe nhé. Xin chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chào chú Quyền Linh và chào Lê Lộc. Thông qua chương trình, con muốn nhắn với mẹ. Mẹ à, lời đầu tiên con muốn nói với mẹ điều mà bao lâu nay con chưa từng nói. Con xin lỗi mẹ vì tất cả. Con biết mình đã làm sai rất nhiều, nhưng chưa bao giờ
mẹ bỏ rơi con cả. Luôn luôn bên con cho đến ngày hôm nay. Từ lúc có chồng con, gia đình mình hạnh phúc hơn, phải không mẹ? Dù có nhiều lúc con ganh tị vì mẹ thương chồng con nhiều hơn con, nhưng con biết điều đó cũng là vì hạnh phúc của con, nên con không có gì nói nữa, không buồn nữa. Còn anh nữa, em biết nhiều lúc anh cũng khó với mẹ con em, nhưng đó cũng để gia đình mình hạnh phúc hơn, đúng không anh? Từ lúc anh đến, anh đã cho em và con biết được thế nào gọi là hạnh phúc của một gia đình. Đối với em, như vậy là đủ lắm rồi. Em không cần gì nữa. Em chỉ mong anh và mẹ sẽ giữ mãi được tình cảm như vậy để gia đình mình mãi mãi hạnh phúc. Mẹ và anh nhé, con của mẹ, vợ của anh, Diễm Phúc. À, cái tên đẹp quá. Ủa nhưng mà sao đây là từ lúc anh đến, anh đã cho em và con biết được thế nào gọi là hạnh phúc là sao? Vợ em có một lần gãi gánh. Tức là vợ có một người con dạ, rồi. Riêng. À. Dạ. Hôm nay cũng có đi theo. À, dạ. Cái này cũng hơi nhạy cảm bởi vì nếu mà em chăm sóc con riêng của vợ đó, hay là có khi nào em rầy la dạy con mình có ngại mẹ vợ không? Dạ không, tại vì lúc đầu về mẹ cũng có nói trước là mình thương mình mới dạy, còn nếu mình bỏ suông là mình không dạy là nghĩa là mình không thương, nên là nói là nhưng mà lúc nào nó cũng lúc thúc, chỉ biết mình có mình ba thôi, thì lúc nào cũng theo ba thôi. Thương lắm, nhiều lúc thương quá cô cũng la nữa, cô cũng rầy nữa, con phải làm tròn trách nhiệm của con làm cha, sợ mẹ rầy ha, mẹ nói mẹ buồn gì đó con im im con không nói gì hết là không có được. Con phải dạy con nên người từ lúc còn nhỏ. Cô Linh nghĩ đây là một người đàn ông đúng là thực thụ của gia đình đó. Dạ. Vừa chăm sóc con riêng của vợ, vừa lo lắng cho vợ, cho một đứa con tương lai của mình. Dạ. Vừa lo cho mẹ vợ luôn, chở mẹ vợ đi công việc đi làm rồi nấu nướng cho mẹ vợ. Rất là tuyệt vời. Và cái sự thương yêu của mẹ vợ đối với em á cũng là number one luôn. Chắc chắn ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là đáng nhớ. Hai mẹ con đã nói ra rất nhiều cái câu chuyện trong gia đình. Và hy vọng nó vẫn là như thế, mãi mãi là như thế. Chúc gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Con xin cảm ơn cô và anh đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn chương trình. Xin cảm ơn cô, cảm ơn anh. Cảm ơn món bánh tráng hồi nãy nha. Đặc sản trong bàn. Như vậy là chúng ta đã theo dõi hai câu chuyện ngày hôm nay. Có thể nói đôi khi chúng ta sẽ thấy mình ở trong đó, và chúng ta sẽ rút kinh nghiệm để kiểm soát cái tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu trong mỗi gia đình nó được hoàn thiện hơn. Còn bây giờ thì Lê Lộc và Quỳ Linh xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mẹ chồng nàng dâu.